Thưa quý vị và các bạn, nhiều hộ nông dân ở các địa phương đã mạnh dạn đầu tư để khai thác thế mạnh, tiềm năng vùng nông thôn để làm giàu cho mình cũng như tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Phóng sự sau ghi nhận về phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của các hộ nông dân ở huyện Phú Vang. Anh Nguyễn Công Kỳ ở xã Vân Thanh được biết đến là một tấm gương vừa khó trong việc phát triển kinh tế gia đình sự cần cù chịu khó và sáng tạo đã giúp cho anh nông dân chất phát sinh năm 1982 này nghĩ ra mô hình trồng sen trên ruộng cạn không chủ động được nguồn nước. Thay vì trông chờ vào hệ thống thủy lợi vốn rất hàng hẹp tại địa phương, anh Kỳ đã mạnh chàng đưa vào hệ thống máy bơm mang nước ngầm lên vùng trồng sen, tạo ra cách làm mới. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từ 0,3 hectare diện tích ban đầu năm 2014, đến nay anh Kỳ đã có trong tay 2,5 hectare mạc nước hồ sen. So với mô hình trồng sen thường, trồng sen ruộng càng tuy mất kinh phí cho việc vận hành hệ thống máy bơm, song lại có nhiều ưu điểm như thu hoạch củ sen dễ dàng và thuận lợi. Cái lợi lớn nhất là tận dụng được diện tích những thửa ruộng xấu, ruộng thiếu nước, lâu nay vẫn bỏ hoang hoặc làm lúa một vụ kém năng suất. Nhưng thấy hiệu quả từ mô hình trồng sen của An Kỳ, hiện nay bà con nông dân nơi đây đều áp dụng phương pháp canh tác mới. Diện tích trồng sen được mở rộng, đời sống của bà con nông dân đi lên thấy rõ thấy trồng sen là hiệu quả có hiệu quả kinh tế cao nên uh, gia đình tôi càng ngày là thuê ra càng rồng hiện tại là khoảng những rồng đó là khoảng 2 hecta và mỗi năm uh, gia đình tôi cũng thu nhập ổn định là bảy tám triệu từ lên đó lại rồng Xong rồi đem lại cái nguồn nguồn vốn cho gia đình tôi là hàng năm năm nó có gia đình tôi có ổn định về kinh tế với sự chủ động của các cấp hội nông dân trên địa bàn, người nông dân ở Phủ Vang đã làm chuyển biến nên sản xuất nông nghiệp với trình độ thâm canh, đa canh, chuyên canh ngày càng cao, phát huy được nội lực, khai thác tốt tiềm năng thể mạnh của từng vùng. Bước đầu đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung với cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế của địa phương. Đáng chú ý, từ những phong trào đó đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Hợp tác là quyết tâm anh em trong ban giám đốc cũng quyết tâm làm sao để thực hiện cái mô hình là làm một dạng hiệu này ạ và bán tiêu sản phẩm cho người nông để đưa cái giá trị là về là chuỗi giá trị sau này là lợi cho người dân là được là thẳng lợi nhất. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã mở ra những hướng làm giàu cho hàng nghìn hội viên nông dân. Phong trào đã từng bước đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, gia trại, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô vừa và nhỏ gắn với thị trường. Đến nay toàn huyện có bảy trang trại, 131 gia trại và nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, mô hình kinh tế tổng hợp. Qua à, quá trình thực hiện các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững thì đã xuất hiện nhiều mô hình mới và đã thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến một tỷ đồng giống như mô hình đánh bắc trên biển và các mô hình nuôi trồng thủy sản đã mang lại hiệu quả cho đối với nông dân Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Phủ Vang đã đáp ứng nguyên vọng chính đảng của nông dân, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, tác động mạnh mẽ tới việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác được tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, giúp người nông dân làm giàu.